trên môi em, cho lòng anh luôn khát khao với một ngày mai mình cùng chung bước đi đến nơi thiên đường. Ở nơi đó có đôi mình thôi, và ở nơi đó chỉ có tình yêu đôi ta. Ở tập trước đã diễn ra một cuộc tỏ tình đầu tiên, đó là cuộc cà phê dành cho Gạo. Nhưng cô gái đã quyết định tiếp tục hành trình của mình. 7 thành viên giờ chỉ còn lại 6 người. Chưa kìa. Từ chối cà phê, nhưng Gạo đã gây nên một điều bất ngờ lớn khi chính cô là người chủ động làm một món quà tặng cho Nu. Liệu có phải Gạo bị chính sự nhiệt tình và chân thành của Nu làm siêu lòng? Câu chuyện tình cảm giữa bộ ba Xíu, Bồ Nông và Xoăn sẽ diễn tiến như thế nào? Tất cả những câu trả lời về tình cảm của từng thành viên sẽ được giải đáp ở tập 8 này. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Sau buổi tập luyện các tiết mục văn nghệ ban sáng, các thành viên đang rất háo hức cho buổi tối hôm nay. Cả doanh trại 4 dường như cũng đang rất náo nức chờ đón các thành viên. Nhưng trước đó, cả 6 thành viên được đưa đi tham quan doanh trại đơn vị, nơi các chiến sĩ bộ đội ăn ở, sinh hoạt. Một trong những tác phong mà các anh bộ đội phải nghiêm chỉnh chấp hành. Ngoài việc thức dậy đúng giờ, rèn luyện thể lực, hoàn thành những nhiệm vụ được giao, thì đó là việc phải nghiêm chỉnh gấp chăn màn ngay ngắn, cũng được xem là quy tắc đặc biệt trong quân ngũ. Đối với người chiến sĩ, sự kỷ cương, chuẩn mực luôn là yêu cầu được đặt lên hàng đầu. Và điều đó được rèn luyện để mỗi người đều thấm nhuần tư tưởng đó ngay từ trong những hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Hôm nay, một lần nữa cô gái năng động lém lỉnh tóc xoăn lại có dịp thể hiện khả năng khởi xướng và lãnh đạo các hoạt động tập thể rất tốt. Hôm nay, tất cả các thành viên của hành trình kết nối những trái tim đến đây giao lưu với các anh và mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng chơi hết sức, vui hết mình cho một đêm thành công rực rỡ được không ạ? Tiết mục mở màn khiến mọi người thú vị đến bất ngờ, lại rơi vào sự xuất hiện bất ngờ của những anh lính đến từ hành trình. Và các chiến sĩ của đại đội quân 2 đang đứng ở phía trước chúng ta gồm 20 người. Bây giờ tất nhiên là các chàng lính đều không khó để nhận ra những thành viên nữ. Bởi cả Gạo, Xoăn và Xíu đều nổi bật giữa hàng quân một cách rất đáng yêu trong những bộ quân phục này. Đây là trong thành viên của chương trình kết nối với trái tim. Em đứng từ bên trái qua người thứ tư. Người thứ tư đứng từ bên trái qua đồng chí Nhật, đứng từ bên trái qua. Người thứ mấy? Đếm từ bên phải qua. Bạn thứ tư đề nghị đồng chí Nhật cho người thứ tư quay mặt lại ạ. Em chào người thứ bảy ạ. Buổi giao lưu rộn rã hẳn lên khi các thành viên nhanh chóng chủ động hòa mình vào tất cả trò chơi. Còn chủ nhà, các chàng lính trẻ tình nghịch thì khiến người ta đi hết sự ngạc nhiên này đến bất ngờ khác về những tài năng của họ. Cái gì? Ai thắng? Ai trước? Về phía các thành viên, với mọi khả năng cây nhà lá vườn, các chàng trai hăng hái để đáp lễ. Đầu tiên là chàng huấn luyện viên võ thuật. Đặc sản của anh chàng tất nhiên là võ. Nhưng tiết mục cá nhân đặc sắc nhất tối hôm đó có lẽ là của chàng nghệ sĩ này.
và tiết mục kịch cuối cùng cũng rất thu hút. Khi Tóc Xoăn đóng vai cô bạn tốt bụng của Xíu, vì muốn thử lòng người yêu Xíu đang thi hành nghĩa vụ quân sự phương xa, cô gái đã tìm đến doanh trại anh đang đóng quân. Về trong mơ anh nghĩ rằng và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Còn khán giả thì vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt, đặc biệt là với màn xuất hiện của chàng diễn viên người nhà này. Minh Nhật chung đội bốn không? Dạ, chắc đúng rồi. Hôm nay Bồ Nông và Tóc Xoăn phối hợp rất ăn ý, thậm chí còn là một cặp đôi khá hoàn hảo. Chú chiến sĩ, chú bộ đội, chú bộ đội đẹp trai quá. À, em cũng đẹp gái quá. Ủa mà em là ai đây, em đi đâu đây? Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Trinh. Các anh chiến sĩ ở đây thường gọi em là Trinh xinh đẹp, tím mật. Ồ ta, mình nhớ mình đã quen ai tên Trinh ta. À, anh nhớ rồi, em Trinh đúng không, con bác Năm đúng không? Đúng. Trinh ghẻ đúng không? Em, mà em nghe mẹ em nói là anh Minh Nhật chưa có người yêu không anh? Anh nói thật với em á nha, anh chưa có người yêu, anh thề luôn á. Sướng, tự nhiên cái này sướng. Được. Thế thì em dẫn bạn em đi uống cà phê chung với hai đứa mình nhé. Có thề một người nữa. Thường ơi, quay mặt lại nhận hàng đi cưng. Em thèm. Thấy sợ em thèm đâu. Nhìn đi. Anh thèm. Gì kỳ vậy? Nhật cũng là Nhật nhưng mà Nguyễn Minh Nhật. Buổi giao lưu kéo dài đến tận khuya mà cả chủ và khách vẫn mãi lưu luyến, tưởng không thể chia tay. Cùng là những con người trẻ tuổi, người thì cống hiến tuổi thanh xuân cho ngọn lửa nhiệt tình đam mê, học tập để lập nghiệp cũng là để dân giàu nước mạnh. Người lại dành những tháng năm tuyệt vời của tuổi trẻ để canh gác, bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Những con người trẻ tuổi này tìm thấy sự đồng cảm với nhau rất nhanh. Những trái tim đã được kết nối trái tim. Buổi tối hôm đó, họ sắp được nghe thông báo một điều bất ngờ. Dạ, có thể là 90% là Xíu sẽ tỏ tình trước với anh Bồ Nông. À, em chuẩn bị quà và sẵn sàng tâm lý. Dạ, em nghĩ rằng em sẽ nói lời tỏ tình vào ngày cuối cùng và gặp nhau trên cầu tàu. Em sẽ nghĩ một cái phương pháp theo cái cách của em. Em nghĩ lời tỏ tình của em thì chỉ là một khúc nhạc dành cho người mà em yêu quý nhất. Thì em cũng thấy là Gạo cũng có tình cảm với em, cho nên thì em cũng tranh thủ thời gian này sẽ ngày cuối cùng thì em sẽ tỏ tình với bạn. Nu thì tình cảm của anh dành cho em mỗi ngày em đều thấy. Và anh ấy không có nói hoặc là không có hứa hẹn gì hết. Nhưng mà em nghĩ là chắc em đoán thôi, em sẽ nhận được một điều bất ngờ từ anh ấy. Buổi sáng của ngày cuối cùng trên đảo đã đến. Là ngày cuối cùng của hành trình nên họ có trọn vẹn một ngày để được tự do làm những điều mình thích. Các chàng trai cô gái cũng được tự do hẹn hò với nhau. Bầu không khí im lặng này cũng kéo dài không quá lâu, bởi chỉ lát sau họ đã có những người khách. À, Tóc Xoăn ơi, anh có câu thơ tặng cho ba đứa nha. Nghe không? À, ngó lên ngó xuống thì vui, ngó về nhà hồng bồi hồi nhớ em. Yeah. Được không? Được. Có lẽ đây là lần cuối cùng họ còn được đàn hát bên nhau. Bên căn nhà tình yêu giờ đã trở thành rất thân thuộc này. Đã gần 3 tuần bên nhau, nhưng có vẻ còn rất nhiều điều chưa kịp nói. Và tất nhiên là các chàng trai biết cách để không phí phạm lấy một giây phút nào. Bồ Nông là người đầu tiên chủ động gặp các cô gái.
và cô gái anh hẹn là... Bồ nông chủ động vào đề. Còn nếu ngày mai anh không tỏ tình với em, em không về với em, Thì sẽ về mà anh sao hỏi hoài vậy, sẽ nói rồi mà. Em không buồn. Sẽ không biết, thế nào chuyện xảy ra sẽ mới biết được. Nhưng mà em có nghĩ là sẽ tỏ tình với em. Sao em được, em chắc chắn là gì? Chắc chắn Siêu không thể nào biết về những băn khoăn, lấn cấn của bồ nông khi đã từng hơn một lần anh chàng tự hỏi. Không biết Siêu có trẻ con quá không? Có hiểu tình yêu là gì không? Có lẽ điều băn khoăn duy nhất của bồ nông. Nhưng nó lại đủ lớn để khiến anh chàng dường như chưa thực sự tin tưởng để dành trọn vẹn tình cảm của mình cho Siêu, dù giữa hai người luôn là những khoảnh khắc đáng nhớ. Có lẽ đó chính là lý do khiến khi đứng trước một bé Siêu rất hồn nhiên và vô tư, chàng trai đã không ít lần khéo léo thăm dò. Có một người ngày nào đó, có một người nào đó lãng mạn hơn anh, còn sớm hơn anh nữa, dành cho Xíu nhiều bất ngờ hơn anh nữa, thì Xíu có thể là nhắm, là có thể là điều nổi được lập trường không? Ở lúc công việc nhiều khi bận rộn không dành thời gian quan tâm đến em, mà em luôn cùng một người quan tâm chiều em như vậy, thì em nghĩ em chấp nhận được không? Hey. Em chịu đựng được không? Nhưng dường như chính sự cẩn thận có phần hơi thiên về lý trí của bồ nồng đã khiến trong cô gái này dường như có điều gì đó đang thay đổi. Lần này thì chính Xíu đưa ra một đề nghị rất thẳng thắn. Nhưng mà Xíu nghĩ anh nên sống thiệt đi. Sống thiệt? Ừ, thì anh luôn sống thiệt mà. Ví dụ, nếu anh thích thì tỏ tình về cùng Xíu, còn không thích thì đi về một mình. Ngay sau cuộc gặp Xíu, bồ nồng quyết định hẹn gặp người con gái thứ hai. Tất nhiên, đó chính là Tóc Xoăn. Trái với yêu cầu thẳng thắn của bồ nồng, nếu thích thì hãy tỏ tình, Tóc Xoăn đưa luôn quyết định của mình. Từ đầu hành trình đến giờ em đã tìm được một nửa chưa? Không nói được không? Tùy em thôi. Nhưng mà thật sự là em đã tìm được chưa? Chưa. Thì mai em lại về một mình thôi. Tại vì em bồ nồng về với bé Xíu rồi cho nên em về một mình. Nhưng không hiểu sao bồ nông lại đưa ra lời khuyên này dành cho Xoăn. Rồi sao em không, nếu mà em sao vậy, sao em không mạnh dạn? Em phải, em có biết em là một người luôn giấu cái tình cảm để rằng, để rồi sau đó em tự em buông một mình không? Không, nhưng mà thật ra thì từ lúc đầu em cũng ấn tượng tốt với anh bồ nông hơn ba anh còn lại. Rồi nhưng mà lúc sau thì thấy bé Xíu với anh bồ nông thân hơn, cho nên là em giữ khoảng cách. Cuối cùng thì em cũng biết kết quả là anh cũng chọn bé Xíu chứ không phải là em. Anh... thì tối hôm bữa đó bữa anh nói là em nhớ em có chọn đó, đó hả? Anh nói là anh đã quyết định rồi. Anh cái đó là quyết định cho ngày hôm đó. Và đây chính là lúc bồ nông nói rõ quan điểm của mình trong tình cảm. Em có biết tại sao mà cái ngày mà đi giành vé á, anh không đi giành không? Thì em có biết rằng đó là với anh á, là anh không chờ đợi cái điều gì hết, miễn khi nào anh quyết định một cách chín chắn, anh quyết định một, anh có quyết định của anh, và khi anh quyết định một điều gì thì anh sẽ thực hiện điều đó, và cũng không cần mình, anh không phải là người gia trưởng, anh cũng không phải là người mà bảo thủ bất kỳ điều gì hết. Có lẽ bồ nồng muốn nói chuyện lần cuối với cả Xíu và Tóc Xoăn là để quyết định chính xác tình cảm của mình, nhưng sau hai cuộc hẹn dường như bồ nồng càng mù mịt hơn trước hai ngã rẽ. Một bên là Xíu mà chính anh chàng đã một lần lựa chọn, còn bên kia là Tóc Xoăn với tính cách mạnh mẽ, năng động. Chỉ có chính bồ nồng mới có thể đưa ra câu trả lời cuối cùng cho mình trong buổi sáng ngày mai và khoảnh khắc quyết định trước khi hành trình kết thúc để rời đảo. Nhưng bồ nồng sẽ tỏ tình với ai đây? Câu trả lời này chỉ có vào sáng sớm ngày hôm sau. Hôm đó Nu cũng có buổi gặp cuối cùng với Gạo. Chàng trai miền Tây chân chất hôm nay bỗng mạnh bạo, khác hẳn mọi ngày. Thì hôm nay á, thì sẵn hôm nay nói em luôn, thì nghe từ đầu tới giờ thì thực sự thì anh có ấn tượng với em. Thì bản chất anh thì thật thà, anh thật sự không biết nói gì trong cái chuyện tình cảm. Thì nhưng mà hiện giờ thì anh không thể nào dối lòng anh được. Thì thực sự thì anh có thích em và yêu em. Thì anh không hy vọng là ngày mai là ngày cuối cùng em có thể về với anh. Anh chỉ không hy vọng thôi. Còn quyền quyết định là quyền của em.
Em rất là quý anh. Em nói rồi, trong suốt hành trình thì anh có lẽ anh là người quan tâm em nhiều nhất. Mỗi ngày một chút, em cảm nhận được tình cảm đó. Hết ngâm thơ, lúc vừa về lại nhà Hồng, giờ anh chàng bỗng muốn kể gạo nghe một câu chuyện. Bỗng thì anh có một câu chuyện muốn kể cho em nghe. Thì một cái khu rừng đó thì có một anh chàng thanh niên đó. Và một cô thanh niên đó thì hai người là cũng có cảm tình. Ngay từ đầu là đã có cảm tình. Nhưng sau thì đã xuất hiện tiên nhân vật thứ ba. Thì trong một ai cái anh chàng đó đặc biệt cái tính là rất là hiền. Bản chất thật thà không có biết gì hết. Còn anh kia thì bản chất rất là, nếu về tài năng khiếu thì anh kia rất là biết được nhiều và thông tin được rất nhiều cái lĩnh vực như âm nhạc và nghệ thuật và sáng tác. Câu chuyện Nu kể sao nghe quen thuộc. Tại vì anh này có nghĩ là cô này đã có tình cảm với anh kia. Cho nên là cái từ xuất phát thì anh đó cũng đã biết được, và cô gái đó không trả lời câu nào thì anh này cũng đã biết được một phần nào. Thì anh này cũng đã tự rút lui và nhường hạnh phúc cho người đó. Thì anh này thật là đau khổ. Thì khoảng một vài năm sau thì nghe tin anh này thì đã bị bệnh và chết trong một cái khu rừng hoang. Thì cô gái này cũng thật là buồn nhưng mà rất tiếc, nhưng mà không đến được với người này thì cô gái này cũng đã quay về với người kia. Lắng nghe những tâm sự chân tình từ cả hai chàng trai, sự lúng túng của gạo rõ nét nhất qua những dòng nhật ký. Chuyện tình cảm thật khó nói. Gạo không muốn làm trái với con tim mình. Mong rằng những ai yêu quý gạo sẽ hiểu gạo. Chỉ còn vài tiếng nữa thì ngày mai sẽ đến. Gạo sẽ làm những gì con tim mình mách bảo. Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Nu, gạo đã lại có hẹn. Và tất nhiên, đó chính là cây. Anh có món quà tặng cho em. Nhưng mà trước khi mà anh tặng cho em, anh sẽ kể cho em một câu chuyện. Không biết có bản tính từ trước không, nhưng hôm nay hết đến Nu lại đến cây đòi kể một câu chuyện. Có chuyện. Em biết câu chuyện mà tấm cám ngày xưa không? Tấm cám, biết. Trong cái phần tấm cám nó có một cái câu chuyện là chàng hoàng tử gặp một cô gái á. Rồi đúng 12 giờ cô gái chạy về và bỏ quên chiếc hài. Hoàng tử mới kêu là ai sợ vừa chiếc giày đó thì người đó sẽ là vợ hoàng tử. Và anh có món quà cho em. Nếu mà em sợ dừa thì em là công chúa của anh. Và anh cũng tự hứa với trời là nếu như mà em không thèm thỏ là em cũng là công chúa của anh. Em hứa nha, em hứa anh cho em mợ. Không sợ cũng là công chúa của anh. Mà sợ dừa cũng là công chúa của anh. Em đâu còn gì để chọn đâu. Chọn đi em. Vậy không muốn chọn. Thì giống như là khoảng cách của anh với em cũng như là 50-50 vậy đó. Anh 50 đi về, còn 50 còn lại là đi về cùng với em. Nhưng mà dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối rồi, cũng phải có cái bài gì đó cho em, một bài vui tươi chứ, tại sao là để cho em buồn bã mà em đi về được. Đây là bài hát. Không nói quá nhiều về tình cảm của mình, cũng không so sánh mình với bất cứ những thành viên nam khác, chàng nghệ sĩ một lần nữa dùng lời hát thay lòng mình. Anh hát cho em nghe nha. Cha nhiều ngày đầu xuân ở trên cành cao.
là hoa nở to đón ánh mặt trời cây cất lên bao nhiêu nhớ nhung. Rồi thời gian kéo dài thật nhanh xuống dưới cuộc đời tiếng cây đầy ngắt ngây nhìn nở hoa không nói một cho hoa gạo say thật êm phút chốc mùa về nhung nhớ khi trái tim vỡ tan rồi hoa kia rơi khiến ai cũng buồn nhiều đêm cây cốc thầm im lặng hoa không hay khiến cây như chết lặng Còn gạo, cô đang suy nghĩ gì? Có lẽ đó là điều mà cả hai chàng trai, Cây và Nu đang quan tâm nhất hiện giờ. Nhưng có vẻ rất khó để hiểu được tâm trạng của cô gái, vốn rất mơ mộng, nhạy cảm và cũng đầy bí ẩn với những nỗi niềm chất chứa trong lòng. Có phải gạo đến với hành trình khi mà nặng lòng về một điều gì đó trong quá khứ? Hay cô đã thực sự rũ bỏ được để bắt đầu mở lòng ra, lạc quan vui vẻ như những ngày cuối trên hành trình? Tất cả chỉ là giả thuyết. Sáng ngày mai và khoảnh khắc quyết định, tất cả sẽ có câu trả lời. Buổi tối cuối cùng tại nhà Hồng vẫn ngổn ngang tâm sự, cảm xúc với những mối tình tay ba rắc rối. Nhưng đêm hôm đó, khi cả 6 người cùng được ngồi bên nhau lần cuối cùng trong căn nhà Hồng, dường như tất cả những tâm sự ngổn ngang đó không còn nữa. Xíu là một người tuy là bé nhưng hiểu chuyện rất là nhiều, là người luôn quan tâm đến các chàng trai. Còn Sóc Săn là một người rất là năng nổ trong công việc, hiểu biết rất nhiều trong công việc. Còn Gạo thì là người luôn ủng hộ tất cả những thành viên khác làm tốt công việc hơn. Ba bạn nữ của chúng ta ai cũng có một điểm tốt với nhau cả. Xíu có nói gì không? Gạo, đừng có nói gì luôn. Đây em vẫn là cô bé, những nghĩ suy trong đầu còn non nớt. Chẳng lo ngày mai ngày sau đến, còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu. Rằng anh sẽ cố dành cho thời gian để luôn bên em, dành vòng tay âu yếm lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm. Nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp, từ những giấc mơ chính em đang mơ. Tình yêu non nớt anh dành nhỏ xinh và sáng vô tư. Nụ cười em đó khi gần bên anh, chỉ biết khóc khi mong nhớ em thôi. Đó cũng chính như lúc ban đầu. Mây mây quê hôm nào rơi như giọt nắng lung linh. Trời màu lớn trong tình yêu thương, và những nghĩ suy sẽ lắng theo em. Đó là lúc giấc mơ được nhiễm màu. Cho dù trong hành trình này có ai có về hai người hay về một người, ai có buồn có vui khi mà có được tình yêu hay không á, thì tụi mình cũng đã có được những ngày rất là vui và mong là tụi mình vẫn mãi là bạn. 1, 2, 3 Yeah! Giờ khắc quan trọng nhất, buổi sáng cuối cùng cũng đã tới. Các chàng trai gần như đã thức trắng đêm để chuẩn bị cho buổi tỏ tình cuối cùng.
Hôm nay, các chàng trai đã có thêm một thành viên mới. Mây, chàng cựu thành viên của hành trình kết nối những trái tim, hôm nay sẽ đồng hành cùng với họ cho tới khoảnh khắc quan trọng cuối cùng. Của chúng ta sẽ có một cơ hội cuối cùng để bày tỏ tình cảm của mình đối với người mà mình thương yêu. Như chúng ta đã biết thì hiện tại cây chiều hôm đó phòng của ba cô gái đã biến thành phòng ăn. Thứ nhất chữ G. Cảm thấy lẻ loi trong buổi tham quan, Biết dường như đang tìm cách để hòa nhập. Anh chàng bắt đầu cuộc chinh phục bằng một câu chuyện như thế này. Câu chuyện là có một ông già với một đứa bé ở với nhau, thì ông già mới cầm cái rổ đi đông gạo để đi bo gạo ở lâu ấy. Thì đứa bé cũng leo theo sau, thì nó thấy ông già cho gạo vào trong chỗ nước hoang hoang lên vòi cho sạch, xong hỏi ông ơi ông đang làm gì đấy. Ông bảo ông đang rửa gạo cho sạch cho ạ. Xong để về bữa sau đi nấu cơm, đứa bé cũng bắt chước ông và vào cầm xúc gạo, xong đi ra ngoài nó cầm theo một chai chai xà bông ấy, bắt đầu nó mới hòa vào một chậu nước to và ngóng đầy bọt lên, xong nó cho gạo lên vào. Sao ông bỏ ra, ơ thế cháu làm gì đấy? Cháu rửa gạo cho sạch ông ạ. Không, cháu hôm trước cháu thấy ông rửa gạo vẫn còn vàng, để cháu rửa cho sạch. Nhưng kết quả là đổ gạo trong gốc cây. Mấy bữa sau mẹ bé ai? Anh không?